kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Sao tự dưng? Đây này, cứu hộ đây, là cứu hộ này, cho nhét vào phát giữa xe cái cẩu lên luôn này. Lợn lành thành lợn què luôn. Cứu hộ là phải như thế đấy, nhét phát đúng đường như đá bổ tăng đi lên luôn. Chú đâu rồi? Chú đi đâu đâu rồi? Chú đâu rồi? Chú làm cứu hộ rồi này. Cứu hộ Tây Đô này. Ba Tư đây. Đẳng cấp luôn. Móp luôn nữa. Mẹ cửa bên đây của người ta có làm sao đâu. Móp luôn nữa. Đây mới là cứu hộ đấy. Chủ đâu không biết. Là được. Cần nếu đây trùng cái kia kéo rồi. Này đâm đi là đâu? Đèn đang tự nhiên không vỡ đấy, rồi tí kéo lên thì thành vỡ. Bây giờ nhất lên là vỡ. Ôi giời, ôi giời. Một bên hỏng không hỏng cái nào. Đẳng cấp đấy, đây đây. Ôi giời ơi, được. Đây. Móp lắp rồi kìa. Đấy, có đâu. Móp đấy, móp vô luôn cái chỗ khung như đó. Gặp được idol đi siêu xe luôn. Em đố các bác biết đây là xe gì, các bác hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Chiếc này là biển Campuchia nhá. Wow. Mới hôm qua đăng thôi, hôm nay gặp rồi. Quá tuyệt vời luôn. Chiếc này là chiếc xe bất trúc bản cao cấp nhất là một triệu mấy á. Ở Việt Nam chắc là nhân 3 lên. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Xì một chút nha quý vị. Khối phân lớn đi mất dạy và đã nhận được một bài học từ bác xe 16 chỗ, các bác à.
trời mưa xe, tầm nhìn hạn chế, xe máy không làm chủ tay lái đá hôn mông xe ô tô có gắn cam hành trình luôn, em mời các bác đón xem. Mẹ nghe cho em bây giờ cái. Mẹ nghe. Đi ra cho em đi nhờ cái. Em xin phép. Cho em đi nhờ cái. Anh em. Đi ra đây cho em đi nhờ cái. Anh ơi, đi ra đây cho em đi nhờ cái, em xin phép. Mẹ nghe. Đi đi. Xin phép được rồi, đi thôi. Mẹ nghe. Cho em đi nhờ cái. Nghe. Cảm ơn các anh nhá. Cảm ơn các anh nhá. Chào tạm biệt các anh nhá. Hôm nào gặp lại. Em về đi. Bố nửa tải xả rác vừa bãi luôn. Em mời các bác đón xem. Cái gì vậy bà nội? Bác xe gắn cam hành trình đã có pha xử lý cực nhanh nhạy. Bác này đã né được một cái lốp xe ở trên cao tốc. Các bác à. Ôi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Xe công lắp quả đèn sau thế kia. Có tác dụng gì vậy các bác? Em là em thấy chói mắt lắm. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Trời ơi, đừng không ní. Ông thần này định quay đầu xe và đi ngược chiều trên cao tốc luôn, các bác ơi. Rồi, mày xong rồi. Tình huống chèn ép nhau giữa xe Vinsanh SM và bác tài xe có gắn cam hành trình, cực căng cực luôn, các bác à. Các bác xem video của em, thấy hay, cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Kiểu gì đấy? Xin vượt rồi thì né. Đằng này còn trống mà. Ông thần xe con trắng điền vào chỗ trống trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm. Em mời các bác đón xem. Em nghe gì không? Hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch. Hey, kinh kịch. Hey, kinh kịch. Hey. Điên vậy.
rồi rồi mày xong rồi. Em nghe gì không hỡi em? Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Điên vậy. Từ làn ngoài cùng mà ông thần sẽ hẳn vào làn trong cùng cực kỳ bố đời luôn, các bác ạ. À. Ăn đu! Được của nó đấy! Đi xe sang mà ý thức kém sang, ông thần này thấy đường tắt là đi vào làn xe bây giờ tê luôn, các bác ạ. À. Thanh niên đi xe máy, thái độ đầy thách thức luôn. Các bác ơi, các bác xem video, hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt nha, để đón nhận được những video về giao thông mới nhất. Ăn đu! Được của nó đấy! Cuộc chiến không cân sức giữa xe con trắng và xe Ben, các bác ạ, à, không bên nào chịu nhường bên nào luôn, em mời các bác đón xem. Bà mẹ đã nhảy trộm quả bóng cho con, giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, các bác ạ. À. Thầy bỏ đũa quặn gà vào rồi về
người ta đô à. Cái anh thanh niên này anh đậu xe gì nè anh em đó. Cái anh xe đen này anh ra không được, anh kêu anh là dời. Anh chửi anh xe đen nó đậu không gì ra không được thôi đi. Ha, mày đứng cái bên mày nghe mà nó cười. Quay mà ta chửi trời nè. Đây nè. Dân có bằng lái là đậu xe vậy nè mà. Dân có tiền nó có khác ha.